Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Y tế ở Liên Xô. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 10, trang thứ 198. Toàn văn của tác phẩm như sau. Bác sĩ Gui Lăng là giám đốc các nhà thương chữa bệnh thần kinh ở Paris và quận Sen, Pháp. Đi thăm Liên Xô về, bác sĩ Gui Lăng đã thuật lại ấn tượng như sau. Trong báo Thế Giới ngày 18 tháng 11, y tế Liên Xô có mấy đặc điểm hợp lý. Nhân dân ai ốm thì được chữa, không mất tiền thầy tiền thuốc. Các thầy thuốc đưa tất cả tinh thần và lực lượng làm cho nhà thương, không hề làm riêng ở ngoài. Y tế cực kỳ xem trọng việc phòng bệnh, xem trọng điều kiện sinh hoạt và điều kiện làm việc của nhân dân, ra sức bồi dưỡng thêm nhiều cán bộ. Phát triển việc nghiên cứu. Về mặt kỹ thuật và máy móc y tế, nhiều chỗ hơn các nước phương Tây. Số nhà thương và số khoa học thầy thuốc thì nhiều hơn gấp mấy. Liên Xô có 7 viện với 350 người chuyên môn nghiên cứu bệnh thần kinh. Ngoài ra, còn nhiều viện chuyên môn nghiên cứu lý luận top lớp. Ở viện Bu Cấp có 160 bác sĩ, 550 người giúp việc, 38 phòng nghiên cứu với một cái vườn rộng 1.600 mẫu tay, đủ thầy thuốc. Nhà thương Villejuif Paris có 2.800 người bệnh mà chỉ có 22 bác sĩ. Trong số đó có những người mỗi tuần lễ chỉ làm một hoặc hai buổi. Nhà thương Kachenki Liên Xô có 1.800 người bệnh mà có 127 bác sĩ, ngày nào cũng làm việc hai buổi ở nhà thương. Nhân đạo. Ở nhà thương Gara mà bác sĩ Gui Lăng đã đến thăm, mỗi bữa có 47 món ăn khác nhau, do thầy thuốc hướng dẫn người bệnh chọn món gì thích hợp cho họ. Ở các nhà thương Liên Xô hoàn toàn không dùng cách trói buộc người bệnh khi lên cơn điên. Trong số 419 thầy thuốc và người giúp việc ở nhà thương Gara, chỉ có 8 người đàn ông. Điều đó chứng tỏ ở đây người ta đối với bệnh nhân sự săn sóc, an ủi, yêu thương đến mức nào. Bác sĩ Gui Lăng kết luận, y tế Liên Xô đã trở nên y tế kiểu mới. Các nước có thể học nó để mà cải thiện y tế của mình. Thưa các bạn, tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Nhân dân số 644 ngày 7 tháng 12 năm 1955. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.